Lễ khai giảng khép lại, những trang sách đầu tiên cũng được mở ra. Là lứa đầu tiên học được theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc trung học phổ thông. Dù đã được làm quen từ lớp 10, nhưng những tiết học đầu tiên theo chương trình mới ở lớp 11, lần đầu triển khai vẫn còn những bỡ ngỡ với cả thầy và trò. Đối với năm học mới này thì em được biết là chương trình lớp 12 được đẩy xuống lớp 11 nên là em biết là đặc biệt rất là khó. Nên là em cảm thấy là bản thân em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cả thầy và trò cũng đã tiếp xúc với chương trình năm lớp 10 cho nên là sự bỡ ngỡ là cũng còn nhưng mà cũng tự tin hơn và cũng gọi là sẵn sàng tâm thế để bước vào năm học mới. Còn với giáo viên trẻ như cô Lương Thị Thắm, tiết học đầu tiên của mỗi năm học mới lại càng đặc biệt hơn. Bởi thêm một tiết học thì cô sẽ thêm một tuổi nghề trên hành trình chồng người của mình. Song làm sao để có thể bắt nhịp được với chương trình mới, dạy cho thế hệ học trò mới là điều mà cô luôn trăn trở tìm tòi. Dạy học sinh thì sẽ khó hơn trước là mình sẽ tạo ra những hoạt động để cho học sinh chủ động, học sinh phát hiện được ra những cái kiến thức mới của mình, chứ không phải là như trước đây là giáo viên sẽ truyền đạt luôn cái kiến thức đó cho học sinh. Năm học mới với những kỳ vọng mới, mỗi trường bằng những phương pháp khác nhau, chiến lược khác nhau, nhưng đều hướng đến thực hiện mục tiêu chung là thực hiện tốt chương trình giáo dục, nhất là chương trình mới. Xa hơn là đào tạo những công dân có đủ năng lực, phẩm chất cho tương lai và đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Năm đầu tiên chúng tôi thực hiện dự án trường học ưu tú, tất cả học sinh đều có thể được tối ưu hóa để đạt được thành tích tốt nếu như mà được giáo dục bằng những phương pháp giáo dục tích cực cũng như là phát triển tư duy. Phát triển một cái chương trình học tập phù hợp với cái xu hướng hiện đại, đảm bảo để chuẩn bị cho các học sinh một cái kỹ năng cần thiết cho tương lai như là kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp xã hội và kỹ năng làm việc đồng lập. Mục tiêu của đổi mới là một cái mục tiêu lớn, khó nhưng vô cùng quan trọng đang đặt ra trước toàn ngành cả giáo viên và học sinh. Mong tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào một năm học mới với một cái quyết tâm mới, với một tinh thần và khí thế mới. Hy vọng những kết quả mới sẽ đặt ra phía trước. Trong quá trình đổi mới không tránh khỏi những khó khăn, thử thách, nhưng sự nỗ lực của học sinh, thầy cô và các trường cùng với sự hứng khởi trong những tiết học đầu tiên sẽ tạo niềm tin, chắp cánh cho những kỳ vọng được hiện thực hóa, những ước mong được bay cao, bay xa, đưa công cuộc đổi mới của ngành giáo dục đến thành công.